Dương Thành Đức lắp đặt cửa cuốn Stardoor STD10E tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay, chúng tôi cùng đội ngũ cửa Dương Thành Đức đến lắp đặt cửa cuốn Stardoor STD10E cho ngôi nhà mới xây của anh Hoàng Anh tại khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hành trình bắt đầu từ lúc 7 giờ 30 phút sáng với một vài thách thức nhưng cũng đầy niềm vui khi góp phần hoàn thiện ngôi nhà mơ ước của anh Hoàng Anh. Một ngày làm việc đầy hứng khởi bắt đầu. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng bản vẽ kỹ thuật, bước đầu tiên, đội ngũ tiến hành trồng dây dẫn hướng cho cửa cuốn. Đây là phần rất quan trọng, giúp định hình và giữ cho nan cửa chạy đúng, êm. Bước 2, sau khi dây được cố định, đội ngũ bắt đầu lắp khung và chụp cuốn. Quá trình này đòi hỏi sự hiểu biết sâu và lắp đặt đúng kỹ thuật. Chẳng hạn như bu ly cách nhau 70-80cm để bảo vệ nan cửa. Bạc đạn hoạt động trơn tru, khoảng cách chụp và dây phải chuẩn tỷ lệ để tuổi thọ của cửa được kéo dài hơn. Bước 3, sau khi phần chụp được hoàn thành, đội ngũ bắt đầu lắp đặt motor và các phụ kiện quan trọng như hộp nhận tín hiệu, giờ le chống sổ lô và còi báo. Mọi thứ được thực hiện chính xác để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và an toàn. À, nhắc chủ nhà nếu lắp cửa cuốn đừng quên con lăn dẫn hướng nan cửa nhé. Để hiểu hơn về công dụng cửa con lăn dẫn hướng nan cửa, hãy xem các video của chúng tôi trên YouTube nhé. Bước 4, đây là bước các nan cửa được lắp vào trục cuốn. Các nan của cửa Stardoor thuộc tập đoàn Outdoor được sản xuất đồng nhất nên không có gì khó khăn khi lắp đặt. Cái quan trọng là việc lắp đặt đúng kỹ thuật giúp nan cửa chạy ổn định trong thời gian dài, tránh tình trạng kẹt nan, nan kêu hoặc bọ nan hư hỏng nặng. Bước 5, sau khi các bộ phận chính đã lắp xong, quá trình tinh chỉnh kỹ thuật được tiến hành. Đội ngũ kiểm tra lại từng chi tiết, đảm bảo cửa hoạt động hoàn hảo trước khi bàn giao. Cuối cùng, cửa cuốn Stardoor STD10E đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Đội ngũ tiến hành kiểm tra tổng thể lần cuối cùng và bàn giao sản phẩm cho anh Hoàng Anh. Một sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt của anh khi ngôi nhà mới của mình thêm phần an toàn và hiện đại. Dù gặp nhiều thử thách về mặt thời gian, nhưng cuối cùng chiếc cửa cuốn Stardoor STD10E đã được lắp đặt thành công, mang lại sự an tâm và niềm vui cho gia chủ. Một ngày làm việc vất vả nhưng đầy ý nghĩa.